hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta thực hành cắt may cái mẫu áo số 69 ha, ở trên trang. Với hôm trước mình hướng dẫn cho các bạn cái mẫu áo này là chất liệu vải là không co giãn, nhưng mà khách của mình lại thích mặc qua cái chất liệu không co giãn, vì vậy mà mình sẽ mở rộng thêm cái phần sườn ra ha, và phần cổ mình cũng mở rộng ra thêm. Thì cái này giống như là khi mà các bạn được mình tặng gặp về, thì nếu các bạn muốn nhảy size tăng thêm số thì các bạn sẽ tăng thêm giống như mình đang làm ở đây. Mình đang cắt cho cái phần thân sau. Đây là cái phần thân sau mình mới vừa cắt xong này các bạn, mình sẽ để qua một bên ha. Tiếp tục mình sẽ cắt cho cái phần thân trước. Phần thân trước thì nó có cái phần thân chính nằm rã và một cái phần thân rút dúng ở phía bên trên nữa. Thì với cái mẫu này mình sẽ có cắt vừa áo vừa quần, cho nên là mình sẽ xếp đôi, mình cắt cái phần thân áo ở một miếng vải. Sau kế tiếp thì mình sẽ xếp đôi, mình cắt một phần thân quần ở một cái miếng vải khác. Cho nên là các bạn sẽ nhìn cái cách mình để mình lấy, mình may được cái quần ống rộng nha. Ở đây là mình mới vừa cắt được cái phần thân dưới, cái phần thân trước. Cái này là cái chỗ mà mình sẽ phải may vô cái lại cái miếng rút dúng nè, cho mình đánh dấu, mình để riêng qua một bên. Và cái miếng còn lại ở chỗ này á, thì với cái phần thân áo này mình sẽ có may kẹp cái phần dây với hai lớp nữa, cho nên cái này mình đặt vô đây. Mình sẽ cắt luôn cái miếng nẹp. Các bạn sẽ thấy mình cắt được cái miếng nẹp cho cái phần thân sau ở đây, miếng thân trước, và cái phần vải này còn thừa mình sẽ dùng mình cắt cho cái phần quần ống rộng ha. Giờ mình sẽ lấy một miếng vải khác, mình chỉ cắt cái phần bọng ở bên ngoài thôi. Mình sẽ có một cái video clip cắt về một cái quần ống rộng mà sử dụng cái phần bọng vải để mà thực hiện, thì các bạn cũng nhớ đón xem cái video clip này nha. Thì đây là cái miếng cái phần của thân trước nè, mình thực hiện xong thì các bạn sẽ phải cắt cho mình hai miếng như vậy để chúng ta may xếp đôi. Phần còn lại thì mình sẽ cắt cho cái phần tay. Mình sẽ lấy cái phần đánh dấu phấn nè. Thì mình sẽ ráp cái miếng này vô, và đây sẽ là đường rút dúng. Vì vậy mà các bạn sẽ kiểm tra nó lại một lần nữa trước khi các bạn cắt. Và cái miếng này bắt buộc là các bạn phải cắt hai miếng, cho nên là các bạn sẽ xếp đôi lại thêm một lần nữa. Mình sẽ may lộn đó các bạn. Miếng này các bạn để sát vô, trừ đường may một phân. Và trên này thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình 2,5 phân nữa. Khi cắt thì các bạn cũng nhớ là trừ đường may ha.
các bạn sẽ có được hai cái miếng này, là hai cái miếng mà các bạn sẽ may rút dúng và chúng ta sẽ may nó vào trong cái phần phần trước. Cái người mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may. Và cái phần dư này thì các bạn sẽ dùng để cắt tay. Tay áo thì chúng ta sẽ cắt được hai cái tay áo. Và chúng ta sẽ dùng để may dây viền, dây nẹp tay nữa. Áo này hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn sẽ là cắt cái áo tay phần. Mình sẽ xếp đôi lại, chúng ta sẽ cắt được hai cái tay. Mình sẽ dịch chuyển xuống một chút xíu nữa để đủ cái đường chiều đường may cho cái phần tay áo này. Các bạn chiều đường may cho mình một phân ha. Rồi cái phần này còn lại thì các bạn sẽ dùng cắt cho cái phần dây của cái vai. Còn cái phần này thì các bạn sẽ dùng để cắt cho cái phần quần. Rồi, chúng ta sẽ có được cái phần tay áo. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ dùng để cắt cho cái phần dây nha các bạn. Dây như áo mẫu là mình sẽ có luồng dây thun, vì vậy mà các bạn bắt buộc là các bạn phải cắt cái phần dây áo nó là dài. Đây, chúng ta sẽ có được hai cái phần dây áo nè. Bạn sẽ đo chiều dài của cái phần dây này. Ở đây mình đo được nó là 38. Và cái bảng dây này á, thì nó sẽ có cái bảng của nó là 3 phân. Nhưng mà mình thì thích mặc cái bảng cho nó lớn hơn, cho nên mình sẽ tăng thêm nó là 6 phân nha các bạn. Mình sẽ tăng hơn so với áo mẫu là 3 phân nữa thì mình có tổng là 6 phân. Sáu phân một phân đường may nữa là 7 phân. Đó, là chúng ta sẽ xếp như thế này là 7 phân là vừa nè. Các bạn sẽ cắt ra cho mình. Nó là 38 thì các bạn gấp đôi, thì đây mình sẽ có một miếng nữa, mình sẽ nối vô và mình cắt ra làm hai để mình nối vô trong cái phần này để mình đủ dây để mình làm. Bây giờ tiếp tục sẽ qua cái công đoạn may. Thì đây là cái phần thân trước các bạn. Thân trước thì mình sẽ mở rộng ra nó được là như thế này nè. Mở rộng nó ra thì được như thế này. Và chúng ta sẽ có được cái miếng rút dúng ở phía trên. Và miếng rút dúng này mình cũng đã cắt thành hai miếng. Thì các bạn sẽ phải may lộn và chúng ta sẽ ghép nó vào trong cái phần thân để tạo thành cái kiểu áo. Và đây là sẽ là cái phần dây mà mình sẽ kẹp vô ở trên phía đầu nách này để tạo thành hai cái dây ở trên cái phần đầu áo. Rồi bây giờ là các bạn hình dung ra được cách làm rồi, thì bước đầu tiên ha, các bạn sẽ may rút dúng cho mình cái phần ở phía dưới nè. Các bạn rút dúng hai miếng. Sau khi mà rút dúng xong rồi á, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần dây nẹp nè, các bạn sẽ kẹp cái dây thun vào ở bên giữa. Các bạn sẽ may lại, sau đó là các bạn sẽ gắn cái dây viền vào ở trong hai cái đầu vai và chúng ta mới bắt đầu may vào thân. Thì bây giờ bước đầu tiên may rút dúng đường này nha. Các bạn sẽ dùng cái kim này ha, các bạn để nó xuống ở trong cái vị trí chân vịt, sau đó các bạn chỉnh cho mình chỉ thưa, rồi chúng ta sẽ may
rút vúng cho cái đường ở dưới này. À, các bạn có thể may rút vúng hoặc các bạn may xếp ly đều được ha, miễn là mình sẽ thu được theo ý của mình và nó vừa lại với cái phần thân dưới để chúng ta ráp vô là được. Cái này là mình may rút vúng được một miếng rồi nè. Bây giờ tới miếng thứ hai. Mình sẽ lấy kim ra lại ha và chỉnh chỉ lại về chế độ bình thường. Thì chúng ta sẽ có được hai cái miếng rút vúng. Sau khi mà các bạn có được hai cái miếng rút vúng này rồi thì các bạn để nó qua một bên ha. Các bạn lấy cho mình cái sợi dây thun. Dây thun này hồi nãy nó mình sẽ đo nó là bằng lại cái phần vai của thân trước với thân sau cộng lại nó là 38 đó. Thì mình cắt nó đúng bằng 38, nhưng mà lát nữa mình may hai phần hai đầu thì nó còn lại là 37. Mình mặc vô là nó ôm vừa cái phần đầu vai của mình. Bước tiếp theo là các bạn sẽ may cái dây thun vào trong cái dây áo cho mình ha. Mà do cái dây của mình nó bị thiếu cho nên mình sẽ nối nó một đầu. Thì đầu tiên nhất là mình sẽ nối cái phần dây vô trong phần vải. Sau khi mà mình nối được cái phần vải dây vô phần vải rồi, mình mới bắt đầu mình rẽ cái phần này ra. Và các bạn kẹp cái mí này lại. Và mình may cái này cũng giống như là một cái dạng trang trí bèo vậy đó các bạn. Cho nên là mình sẽ may một cái đường may dằn cách mép ở ngoài là 1,5 cm. Sau đó mình mới để dây thun vô ha. Mình có biến tấu một chút xíu về cái phần dây áo để cho nó phù hợp với lại cái sở thích của mình. Vì vậy là các bạn sẽ thấy nó hơi khác hơn một chút so với lại cái màu áo mẫu nha. Chỉ khác về cái phần dây thôi, còn đường rã các thứ là nó vẫn giống như vậy. Đây, mình mới vừa may một cái đường để mình kẹp ở giữa ha. Sau đó thì mình sẽ đặt cái phần dây thun. Đặt cái phần dây thun vô đây. Mình sẽ may khóa ở đầu trên. Và mình sẽ kéo một cái đoạn dây thun ở đầu dưới. Thì để mà các bạn kéo mà dây thun nó nằm êm, nó không có sụp xịt á, thì ngay cái lúc mà các bạn khóa một đầu xong, các bạn quay cái chân vịt qua, các bạn may cả cái phần chân vịt nó vào trong cái phần dây thun luôn, là nó vừa đẹp để chúng ta còn lại một phần để làm đường may. Thì khi các bạn may như vậy thì các bạn sẽ kéo dây thun nó giãn, thì nó sẽ tự động nó rút vúng cái phần vai của mình. Ở đây mình kéo giãn cái đầu dưới này cho nó cặp với lại phần cuối của cái mép của cái dây. Mà khi các bạn may thì các bạn kéo nó ra lại cho nó thẳng nè. Các bạn xoay ngang, các bạn giữ lại thì chúng ta sẽ có được cái phần dây thun sẽ được dính vô trong cái dây bèo như thế này. Này là chúng ta mới may có một bên, sau đó lát nữa các bạn gấp lại, các bạn gắn vào trong cái cổ áo thì chúng ta sẽ có được cái phần dây như thế này. Còn phần này thì các bạn sẽ ráp vào tay.
À, khi mà các bạn may được một bên rồi á, thì các bạn hình dung rằng là cái dây thun này của mình nó sẽ nằm vô phía trong như vậy. À, thì chỗ này các bạn sẽ may nối nó lại. Bây giờ thì chúng ta còn một bên, còn một bên dây nữa thì các bạn sẽ may tương tự như vậy. Và cách may cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có được cái miếng dây bản thứ hai. Các bạn sẽ phải căng nó đều ra để chúng ta có được cái phần dây bản nó có cái độ rúng dúng đều nha các bạn. Ta sẽ có được hai cái dây bản như thế này. Đó, hai cái. Mình sẽ may khóa cái phần dây bản ha, để cho cái phần dây thun ở dưới này nè, thì các bạn vuốt nó ra, đừng có để cho nó bị nhíu ha. Mình vuốt ngược nó ra lại, các bạn đặt vô đây. Và các bạn hình dung là khi mình may là cái đường này nè, mình sẽ lật nó lên ha. Nên mình may khóa nó lại một bên. Và khi mà các bạn may á, thì cái đường may này nè, nó sẽ được may dính vô trong cái phần nách áo ha. Cái phần nách áo này á, lát nữa là mình sẽ may vào trong cái phần thân luôn á các bạn. Cho nên là khi mà các bạn may là các bạn sẽ may dính nó bắt đầu từ cái đầu phần nách áo này, các bạn may dính từ đầu bên này qua đầu bên kia. Và mình may được một bên, bên thứ hai các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình sẽ quay cái phần gấp đôi vào phía bên trong. Các bạn hình dung là chúng ta sẽ có được hai cái dây bản như thế này. Bước tiếp theo là các bạn sẽ đặt cái miếng thứ hai lên phía trên. Và khi may á, thì các bạn cũng chỉ may ở phần ở thân trên thôi, phần thân dưới thì các bạn sẽ không may ha. Khi các bạn may xong á, nó cái miếng trên này giống như là một cái miếng nẹp, thì các bạn sẽ lật ngược cái phần này ra, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có được một cái phần thân trên như thế này. Phần này là phần dư để lát nữa mình may vòng nách vô ha. Đó. Và các bạn sẽ bấm cái đường này ra nè, sau đó các bạn sẽ may dĩu cho mình mặt trong, bấm ha, nó các bạn dĩu cho mình một bên. Này hai mặt của mình đều giống nhau nên các bạn dĩu bên nào cũng được. Mình dĩu một bên thôi. Khi dĩu thì các bạn sẽ dĩu cho mình đường một ly. Tới cái đầu nhọn thì các bạn găm kim, các bạn dừng lại. Các bạn lấy tay các bạn vuốt hết cái phần lớp dưới qua bên phía ở bên cái mặt dĩu của mình nữa ha. Để mình có đường may mình đè nó lên, nó giữ êm cái đường may này. Các bạn nhìn thấy là cái đường may dĩu mình mới vừa dĩu xong đó, mình dĩu cách mét một ly để mà mình đưa hết những cái phần mà may nó nằm về cái hướng cái mặt dĩu, sau đó là các bạn lộn ngược ra. Lộn ngược ra xong rồi thì bây giờ bước cuối cùng là chúng ta sẽ may cho cái miếng ở dưới của cái phần thân áo này vào. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ coi thử là mình rút dúng nó nhiều hay ít thì các bạn sẽ gia giảm cho nó phù hợp ha. Đây, từ góc này qua góc này thì các bạn thấy ở đây nó vẫn còn bị thiếu nè. Là do ở đây mình dúng nhiều quá thì cái khúc giữa này
ốc giữa từ cái điểm găm này nè, các bạn có thể là xả nó ra bớt, hoặc là các bạn có thể xả bên góc này, cái này tùy ý các bạn nha. Nhưng mà mình thì mình sẽ xả nó bớt ở cái khúc giữa, mình chỉ dúng hai cái phần đầu ngực thôi. Để làm gì? Để là khi mà mình mặc á, cái phần dúng này nó là mặc ở nhà thì nó sẽ tạo được cái độ dúng nó, để mình che chắn được cái phần cơ thể nào mình nhạy cảm mà mình không cần phải mặc áo trong á các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta về bằng lại với lại cái phần thân, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ ấp một cái bên không diễu vào trong cái phần thân dưới và chúng ta sẽ may. Các bạn cầm hai lớp ha. Và khi các bạn may được một nửa bên rồi á, thì bên còn lại này thì các bạn cũng so luôn để cho nó bằng các khớp với nhau. Vậy là chúng ta mới vừa may được cái phần miếng rút giống này vào trong phần thân trước. Các bạn thấy cái này nó hai lớp thì khi mình mặc nó sẽ giống như là một cái miếng áo ngực gì đó, mình may rút giống gì thì nó sẽ không bị lộ hai cái phần đầu ngực. Còn các bạn muốn mặc áo kiểu thì ngay góc này thì mình có thể là để cái áo mút, để mút vào đây thì các bạn cũng không cần phải mặc áo ngực luôn ha. Đó là chúng ta xong được cho một bên của cái phần cổ áo rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua tiếp tục cho cái phần thân sau. Đây là cái phần thân sau của mình nè các bạn. Thân sau thì nó là vải gấp đôi ha, thì chúng ta cũng sẽ có cái phần nách ở đây và các bạn cũng sẽ có được cái phần miếng nẹp mình đã cắt hồi nãy rồi đó, mình sẽ kẹp vô để mình may. Và để mà may được cái miếng nẹp đó thì các bạn hình dung rằng là khi mà chúng ta may xong phần thân trước với phần thân sau nó sẽ được nối vô và cái miếng nẹp này sẽ được lật vào và chúng ta sẽ có được cái phần dây nối vô trong cái phần thân sau của áo như thế này ha. Thì để mà làm được như vậy thì các bạn hình dung là các bạn sẽ đặt cái vải thân trước ấp vào cái mặt phải của thân sau ha. Đây là mặt phải của thân trước nè, là cái miếng mà chúng ta không có cái diễu thì các bạn sẽ đặt vô thân trước vô thân sau, sau đó là các bạn lật cái phần nẹp này qua. Chúng ta để êm cái phần dây viền vô đây. Bên góc này các bạn cũng canh để êm vô đúng khớp ha. Xong rồi các bạn sẽ lật cái phần này lại. Đó. Và các bạn cũng chỉ sẽ may cho mình một đường như thế này. Các bạn sẽ kẹp 3 lớp ha. Lớp nẹp, lớp dây thun, lớp thân chính chung với nhau để chúng ta may. Khi các bạn may được một bên rồi, bên còn lại thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ giữ cho nó bằng khớp ha. Thì các bạn thấy là mình mới vừa may vô một đường, sau đó thì các bạn sẽ lật qua, các bạn diễu cho mình cái đường này. Nếu các bạn không thích cái dây bản nó lớn như mình làm thì các bạn có thể thu nhỏ 3 phân giống như áo mẫu nha. Mình thì mình thích cái dây bản lớn mà mặt nó đỡ hở cái cổ hơn thì mình sẽ chỉnh cho nó lớn hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ có được cái phần thân sau vừa may xong. Đó. Các bạn sẽ có được cái phần dây áo và cái cổ như thế này.
Và đây là cái phần cổ ha, này thân trước này thân sau mình mới vừa làm xong nè. Các bạn còn qua cái phần tay áo. Thì với cái tay áo này, cái mẫu á, thì chúng ta sẽ may rút chúng ở cái phần hộp tay và chúng ta ráp vào phần trong tay như thế này. Thì các bạn ướm thử nè, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tay của mình nó có cái độ dúng ngay từ đầu mình tăng rất là nhiều thế như thế này. Thì các bạn có thể là may rút chúng hoặc là các bạn xếp ly cũng được. Thì nếu mà các bạn muốn đẹp á, theo nhiều cách, thì các bạn có thể là lấy dấu lại cái đoạn này, là các bạn sẽ may đoạn thẳng. Mình sẽ lấy dấu cái đoạn mà chúng ta phần nách này nè, các bạn may đoạn thẳng. Còn cái đoạn trên này thì các bạn sẽ rút dúng nó lại và các bạn kẹp vô cái phần tay, thì các bạn sẽ ra được cái hình dáng tay ha. Bây giờ thì mình sẽ may rút dúng cho cái phần tay áo. Các bạn sẽ găm kim vô trong cái phần chân vịt ha. Sau đó là các bạn sẽ may rút dúng cho cái phần tay áo. Đây là cái tay áo các bạn sẽ rút dúng nè. Các bạn sẽ may rút giống cái phần đầu tay như thế này. Sau đó là cái phần lai ở dưới này các bạn cũng sẽ rút giống cho mình. Thì các bạn rút giống cho cái phần tay thì nó còn lại cái cửa tay là 15-14cm khi chúng ta xếp gấp đôi như thế này. Thì các bạn sẽ có được cái phần tay rút giống. Cái nữa thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái miếng vải. Miếng vải này thì nó sẽ có cái độ lớn. Khi mà mình thực hiện thì các bạn sẽ đo cái độ lớn của cái miếng nẹp này cho mình. Cái này miếng nẹp có độ lớn là 9cm nha. 9cm. Bạn xếp đôi lại. Các bạn có thể may kẹp hay may lộn đều được. Rồi đặt vô ha. Và may cho mình được hai một con. Và lúc này thì chúng ta phải lấy cái kim ra lại, chúng ta may đường may bình thường. Dây viền dư đây thì các bạn sẽ có được cái phần lai của cái tay áo nó như thế này. Bây giờ thì mình sẽ ráp cái phần tay vô trong cái thân ha. Đây các bạn nhìn thấy là đây là cái phần tay áo nè. Chúng ta sẽ ráp tay vào trong cái phần thân. Và các bạn cũng nhớ lưu ý là khi gần hết tay thì chúng ta giáp mối ha, chúng ta kiểm tra lại cái tay coi nó có bị dương hay là thiếu gì không.
thì các bạn sẽ mới vừa ráp được cái phần tay nè. Các bạn lật cái phần tay ra thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái phần tay rút dúng phòng nó đi vô trong cái phần thân áo như thế này hả. Thì các bạn nhìn thấy đây là bên mà có tay nè, mình mới vừa may nó vô nè, thì ở trên đầu này nó sẽ rút dúng đều lên trên cái phần tay chung với cái phần viền. Còn bên này là bên chưa có tay thì các bạn nhìn thấy là chưa ráp ha, để mình có cái sự so sánh. Và ở dưới cái góc dưới này là cái tay nè, nó sẽ như thế này. Cái đây là phần rút dúng. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ may đường sườn vô trong thân áo để chúng ta sẽ hoàn tất cho cái mẫu áo này. Đây là cái phần tay áo mình mới vừa ráp vô xong nè, các bạn nhìn thấy là cái đường rút dúng ha. Đây là cổ thân sau nè, đây là tay ở bên đối xứng nè, đây là cái phần cổ nè. Và cái bước cuối cùng là các bạn hoàn thiện cái áo là chúng ta sẽ lấy cái phần sườn. Phần sườn nè, chúng ta ráp cái phần sườn tay với phần sườn thân nữa. Các bạn may lên line nữa là chúng ta sẽ hoàn tất nha. Mình sẽ may đường này. Khi may thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ kẹp những cái phần dư ở trên cái phần nách đó, hai lớp á, chúng ta kẹp chung với chúng ta may ha, và lật nó xuống. Thì các bạn sẽ có được cái đường may như thế này. Mặt ở trong thì nó sẽ là cái mũi móc xích. Cái phần tay thì các bạn may bằng mũi móc xích thì để cho nó không có bị tụt thì các bạn sẽ khóa cái đường móc xích lại ha. Sau đó thì các bạn quay cái phần line, các bạn bẻ line lên cho mình. Mình sẽ may line là 1/6, bẻ 5 ly may 1/6, mình trừ 2/1. Các bạn có thể ủi trước khi các bạn may cũng được ha, nhưng mà mình thì thường hay nên là mình cứ bẻ gì mình may thôi. Nếu các bạn không quen thì các bạn ủi hoặc các bạn bắt sổ.
Các bạn nhìn thấy cái đường may sau khi mình may xong nó sẽ đều ha. Và đây là mặt trước. Là chúng ta vừa hoàn tất được cho cái mẫu áo này rồi các bạn.